Xin chào nhà, rất vui mọi người đã quay trở lại với cả channel của mình cùng với clip về tựa game Liên Minh Tốc Chiến. Ok, thì ở clip này mình sẽ giới thiệu cho anh em về tiểu thư ánh sáng Lux. Cái Lux này ở tiếng Việt dịch ra thì nôm na nó cũng là đơn vị của ánh sáng luôn. Cái con tướng này đối với bản thân mình đánh giá nhé, thì nó sẽ là một con tướng hơi khó chơi, nó sẽ đòi hỏi kỹ năng khá là cao. Bởi vì bộ skill của nó là cả 4 kỹ năng đều là định hướng hết, không có một cái kỹ năng mục tiêu nào cả. Ok, bây giờ trưởng E mình cộng đầu tiên nó là tạo ra một cái khoảng đất này. Nó sẽ làm chậm tất cả những ai mà đi qua trên đấy, rồi mình ấn thêm lần nữa thì nó sẽ nổ đam. Nổ đam đau phết đấy anh em nhá. Ơ chơi không? Chơi. Nhờn này. Bắn thường. Chơi đi ông ơi, không phải sợ ông ơi, chơi được, chơi được. Ông về chưa? Ông đã về chưa? Chuyển sang Lyric, đúng rồi. Slow này, chơi. Bắn hay, được đấy cùng bằng ơi, về đi, ok. Ấy thì ở giai đoạn đi đường thì anh em mình không khó mà có thể ngán ai nhá. Bởi vì với cái bộ kỹ năng này, từ từ chói này, trưởng ba này, như nào thiêu đốt đánh thường, ông chạy chưa? Hay, được đấy cùng bằng ơi. Với cái bộ skin này thì con này vừa có thể đi hỗ trợ mà vừa có thể chói này, vừa có thể đi mid luôn bởi vì nó là con phép. Và cái cơ chế tướng hỗ trợ ở trong cái trò này khá linh hoạt. Tất nhiên là anh em mình không cần phải mua đồ hỗ trợ ấy, không có mua đồ support như là trên máy tính. Thế nên anh em cũng dễ chơi hơn rất là nhiều. Mình có thể kiểu đi đảo ganh rất là nhiều. Và cái map ở trong này nó cũng bé hơn nữa, di chuyển nó khá là nhanh. Skin về cái W của con này ấy, cái W nó là khiên. Thì nó là ném ra một cái cục khiên và tất cả mình có thể búp cho tất cả những ai ở trên cái đường bay đấy. Và nó khiên hai lần nha anh em. Và anh em nhìn thấy không, anh em mình vừa có chói này, vừa có slow, vừa có làm chậm ấy. Thế nên mình có vẻ vừa đi hỗ trợ được mà vừa đi mid cũng được luôn. Vẫn muốn chơi này. Đứng im này, đứng im này. Chói chúng. Nào đánh nhau không? Đánh nhau không? E xì lâu rồi. Ông này nữa. Ông này còn gì? Ông này còn cái vẹo gì? Vớ va vớ vẩn. Combo đơn giản của con này là anh em mình xả hết cả skin ra. Ulti con này rất là mạnh nha. Ulti con này cực kỳ mạnh. Nó bắn được toàn bản đồ. Nó không như máy tính là chỉ bắn được trong khoảng nhỏ. Kìa. Đi cái đường này là ông bị sai rồi này. Đánh đi Di ơi. Đừng có chạy. Ui. Đánh đi. Không phải sợ. Ui. Ông ấy chưa về này. Ông ấy chưa về này. Chơi được. Ui trượt rồi. Chói. Chói thì không trượt đâu. Ông đi chưa? Cả S này. Ok, bây giờ mình xanh và mình mạnh vãi trưởng ấy. Đầu tiên anh em mình đóng luôn cho tôi cái vọng âm Luden nhá. Cái màu tím tím ấy. Fit này. Fit này. Mình có bộ đỏ mà. Chơi được Manfi ơi. Chơi được nhá. Đợi tôi có ulti. Ulti này là Kamezoko. Thực sự mạnh thực sự. Ok, bây giờ mình xanh lắm rồi, mình mạnh lắm rồi, mình lại về đường mình hành hạ hai anh em nhà kia tiếp. Nhầm, hai chị em chứ, hai chị em nhà kia. Bây giờ nhá, bây giờ cái tầm này thôi, một combo của tôi mà chỉ cần là Q và E thôi nhá là đã đủ mạnh lắm rồi. Nhưng mà quan trọng phải chói chúng em. Hay này, được, ông skin chúng tôi chói này. Nhầm, hết chói rồi còn đâu, chói trượt rồi. Nhưng mà bắt được, bắt được. Đau chưa, đau chưa? Đã về lại chói trượt thôi. Rồi ạ. Từ từ nhá, cứ bình tĩnh thôi anh em, cứ bình tĩnh thôi. Cái E ở con này nhá, nó là tạo cái vùng đất thì anh em mình không cần phải ấn nổ luôn đâu. Kìa, buồn cười nhỉ. Ui dồi, ulti. Cái ulti đấy của ông là sai lầm rồi. Để tôi. Trời ơi, kỹ năng gọi là cái thần thánh luôn. Khi mà anh em mình có vào ông Luden thì mình đi hỗ trợ, mình không được farm nhiều thì anh em đóng cho tôi cái gọi là cái gậy. Gậy xuyến phép này này, cái que này, cái que màu xanh này này. Đấy, voice staff này này. Mình không nhớ tên tiếng Việt của nó là gì, nhưng mà cái đấy nó giúp khả năng là cái skin của mình, tất cả những cái skin của mình nó sẽ xuyên phép nhiều hơn. Đấy, xuyên kháng phép ấy. Đấy, thì tất cả những cái skin của mình thì bây giờ mình chỉ cần đi cấu rỉa thôi mà. Bởi vì con này tầm nó rất là xa, anh em có thể nhìn thấy rồi, từ cái trưởng 3, từ cái skin E đến cái skin Q, đến cái ulti của nó cực kỳ là xa luôn, cực kỳ là dài. Ông Zinix có về không đây? Đặt E ở đây. Đặt E ở đây. Né làm sao được, một chói đánh thường. Ok nhá, để đấy là chỉ là combo đơn giản là tôi bảo là anh em mình xả hết skin là Q, E, ulti thôi. Đấy là combo đơn giản, còn một cái combo phức tạp hơn nhá là anh em mình phải kích thêm cái nội tại. Nội tại là mỗi lần anh em mình skin trúng, từ từ đã. Skin trúng là người ta sẽ bị dính ánh sáng trên người và khi mình đánh thường thì mình sẽ đòn đánh của mình sẽ rất là mạnh. Từ từ nhìn anh em nhìn nhá. Chói né được không? Đấy, người ta bị ăn đòn đánh thường trước, ulti E ăn đòn. Ulti. Né làm sao được? Né làm sao được? Tức nghĩa là mỗi skin xong anh em mình cần phải đánh thường một cái. Này, đánh đấy, anh em mình thì chíu cái không? Đấy là nội tại đấy. Đấy, mỗi lần skin trúng anh em mình có thể kích hoạt cái đánh thường, đấy là combo phức tạp.
Úi dồi ôi, tao tí nhờ. Nó đơn giản, nó nôm na nó như này nhá. Q đánh thường, E đánh thường, ulti đánh thường. Đấy. Nhưng mà nếu mà anh em mình vội quá, thì cứ xả như này này. Vẫn phải đánh thường, úi dồi ôi. Mọi người để ý không, khi mà mình chói xong nhá thì mình không nên kích hoạt E vội, mình phải đánh thường một cái đã để nó tối đa được cái sát thương. Rồi mình mới E nổ. Như thế là con đấy là combo mạnh nhất của con này. Mỗi tất cả skill anh em mình đều nên làm thế nhá, nên làm thế. Ông lại chơi thôi. Đánh thường trước, nổ E. Đấy, hay không nào. Na sút. Hay quá. Kamezoko à chưa, từ từ không cần Kamezoko vội. Fit đấy luôn, chơi luôn. Kamezoko. Đau thực sự anh em. Bây giờ tầm này nhá, tôi đi hỗ trợ tốc biến chói này, ông bị lừa rồi. Tôi không mải nói đâu, tôi tập trung lắm. Anh em mình đi hỗ trợ mà anh em mình xanh lét như này. Bờ, anh em tưởng tượng mình đi mid đi. À sau cái que nhá thì anh em mình đóng luôn mũ đi. Đang xanh thì đóng luôn cái mũ vào cho nó khỏe. Đi mid mình sẽ khó chơi hơn bởi vì mình sẽ không có người hỗ trợ bên cạnh. Ủa? Thắng rồi. Ok thì chắc clip của về con Lux này đến đây của mình là kết thúc rồi. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem hết clip này. Và nếu mọi người thấy clip này hay có ích gì đấy nhá, thì đừng quên để lại cho mình một like với cả một subscribe ở bên dưới, để mình có thêm nhiều động lực mình làm những cái clip về Liên Minh Tốc Chiến nữa cho mọi người xem. Thì đây chính là con Lux. Điểm mạnh của nó tầm xa rất là ok. Tầm xa mạnh, dồn sát thương mạnh. Chỉ bị một cái là không có độ cơ động thôi. Nó không muốn skin chạy hay skin áp sát xịn. Đấy thì ok. Clip mình đến đây là kết thúc rồi. Thì lời cuối nha. Tạm biệt cả nhà nha.